Thưa quý vị, trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn, nhưng Bà Rịa Vũng Tàu vẫn cố gắng chăm lo Tết cho người dân, người lao động nghèo với số chi nhiều hơn năm trước. Với tinh thần ai cũng có Tết và không ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chi hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ tặng quà cho các đối tượng yếu thế nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhìn lại hoạt động này trước thềm năm mới, chúng ta sẽ thấy nỗ lực đáng ghi nhận của các cấp, các ngành của địa phương. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hạn chế tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, thay vào đó dùng lực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp đủ đầy. Tỉnh đã trích hơn 80 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ hơn 34.100 hộ nghèo, hộ khó khăn, các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội. Những gia đình có người thân tử vong vì Covid-19 cũng được tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng một hộ. Đặc biệt, trẻ em mồ côi cha mẹ do Covid-19, ngoài 10 triệu đồng từ ngân sách, các cấp các ngành còn huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho các em. Những phần quà và tiền mặt được chuyển đến tận tay người và gia đình thụ hưởng chính sách từ rất sớm để các gia đình sắm sửa Tết tươm tất hơn. Hoàn hậu để hỏi thăm, rất là vui mừng. Cảm ơn các đoàn đã chia sẻ cho ít để trang trải trong một Tết. Gia đình rất là cảm ơn. Trong lúc gia đình đang khó khăn, cô cũng rất là tri ân và biết ơn cái sự quan tâm hỗ trợ của bên mặt trận, và cũng và không những vậy thì dịp Tết thì cũng tới động viên và hỗ trợ, cũng như là có những món quà để cho các bé tại mái ấm được ăn Tết vui. Thì sư cô cũng xin thay mặt cho các sư cô cũng như là các em xin được cảm niệm công đức của các cô, các chú, của ban lãnh đạo, của ban chính quyền rất là nhiều. Ngoài kinh phí ngân sách, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các địa phương còn huy động từ các tổ chức cá nhân trong xã hội hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc đã huy động hơn 22,5 tỷ đồng để chăm lo cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Các hội đoàn thể phối hợp với các tổ chức thiện nguyện và địa phương tổ chức phiên chợ Tết không đồng, thăm tặng hàng chục ngàn xuất quà. Liên đoàn lao động tỉnh cũng vận động gần 50 tỷ đồng để chăm lo cho lao động nghèo. Hoàn cảnh gia đình chị khó khăn lắm, có hai mẹ con chị à, chị bán vé số. Bữa nay đi chợ xuân thấy nhiều mặt hàng đầy đủ hết á, rất vui trong lòng. Trong dịp Tết này chị ăn Tết vui vẻ luôn, không có gì hơn là năm nay là mừng lắm. Chứ mọi năm không có, năm nay là có, rất mừng luôn. Trước thêm xuân mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã kịp bàn giao 45 căn nhà đại đoàn kết xây mới và sửa chữa 45 căn nhà cho các hộ nghèo. Trong số hàng chục hộ nghèo của tỉnh đón nhận nhà mới, có gia đình bà Phan Thị Hoa, 71 tuổi, ngụ tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Bản thân già yếu, con trai thì bị khuyết tật, nên hai mẹ con phải kiếm sống bằng nghề bán vé số dạo. Trợ giúp cho bà Hoa, Quỹ vì người nghèo của tỉnh đã trích 80 triệu đồng và huy động đóng góp thêm từ các tổ chức tôn giáo, người dân để giúp mẹ con bà có chỗ che mưa, che nắng vững chắc. Đúng là Tết đến xuân về mà mẹ con tôi được ở trong cái căn nhà mới này thật. Đúng là quá sung sướng, đời tôi quá hạnh phúc, mà nhất là con tôi tàn tật như vậy. Được xã hội tất cả mọi người thương, bà con rồi nói chung là hết mọi người thương mẹ con tôi mà được căn nhà như thế vậy, đúng là quá sung sướng. Chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo không chỉ thực hiện trong dịp Tết mà luôn được các cấp các ngành trong tỉnh triển khai xuyên suốt thông qua các chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững cùng các chế độ an sinh xã hội khác. Những nỗ lực này đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần lớn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn tỉnh xuống còn 0,41% vào cuối năm 2021, vượt chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra là 0,58%.